Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Bây giờ đang là 10 giờ đêm tháng 10 và tôi đang ở một cái resort 5 sao. Các bạn để ý nghe kỹ một chút thì đang có những cái tiếng sóng biển rì rào và có cái bóng đêm ở phía đằng sau là chúng ta nhìn thấy. Tôi đang đi công việc của cơ quan. Tuy nhiên thì đã rất là lâu rồi tôi không chia sẻ những cái video mới. Thì video này là mới nhất, tôi sẽ nói về TikTok, những cái cách thức, những cái phương thức để chúng ta có thể bán hàng, quảng cáo và kiếm tiền trên TikTok. Như chúng ta đã biết là TikTok là một cái nền tảng đang lên rất mạnh và có thể đe dọa Facebook, YouTube và cả Google. Hiện nay thì công ty mẹ của TikTok cũng đã bắt đầu có lời và cái kỳ lân startup trong lĩnh vực công nghệ này đã đang rất là nguy hiểm ở trên thế giới. Tại Việt Nam thì ước tính có khoảng 55 triệu người sử dụng TikTok. Và đã có rất nhiều TikToker kiếm được tiền, rất nhiều người livestream trên TikTok, chạy quảng cáo trên TikTok kiếm tiền. Đó. Thế thì hôm nay tôi sẽ trình bày với các anh chị các bạn 5 cái phương thức và 5 cái cách thức có thể phối kết hợp với nhau trong TikTok. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ xây dựng TikTok profile. Thứ hai đó là chúng ta sẽ phát livestream trên TikTok để bán hàng. Thứ ba là chúng ta có thể xây dựng và phát triển TikTok shop. Và thứ tư đó là chúng ta sẽ chạy quảng cáo TikTok ads. Và thứ năm đấy là chúng ta sẽ phát triển TikTok affiliate, hay còn gọi là tiếp thị liên kết của TikTok. Tại thời điểm tháng 10 năm 2022 thì chúng ta có 5 cái phương thức như thế này. Và sau này thì nó có thể sẽ có nhiều hơn, thì các bạn sẽ cập nhật sau, được chưa? Và cái mối liên hệ của nó như thế nào đối với 5 cái phương thức này? Thì thứ nhất là chúng ta thấy rằng là chúng ta phải xây dựng cái profile, cái kênh TikTok này với số lượng theo dõi càng nhiều càng tốt, đúng không ạ? Và xây dựng định hướng kênh, ví dụ như là một cái kênh chia sẻ về tài chính, một cái kênh chia sẻ về thời trang, một cái kênh chia sẻ về kinh doanh, kênh chia sẻ về marketing online, tôi nói thí dụ như vậy, hoặc là review, hoặc là đánh giá cái gì đó đều được. Chúng ta phải có định hướng thương hiệu, đúng không? Phải xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc là thương hiệu của doanh nghiệp trên TikTok, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ phát triển cái kênh này bằng cách là chúng ta sản xuất các video, và có thể là những cái video có những cái kịch bản hay hấp dẫn thì càng tốt, có 2, 3, 4 người tham gia vào, hoặc là một ekip tham gia vào, có người viết kịch bản, có người quay phim, có người biên tập, có người diễn xuất. Vâng, và chúng ta rất là dễ trở nên nổi tiếng hơn trên TikTok. Ý tôi muốn nói là so với YouTube hoặc là so với Facebook, đúng không ạ? Thì hiện nay nhất là YouTube, chúng ta làm dù nội dung có hay và đầu tư rất nhiều thời gian công sức, nhưng mà lượt xem cũng không thể bằng TikTok được. Đấy. Và sau đó, nếu như mà chúng ta có hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn lượt theo dõi trong một thời gian ngắn, ví dụ như là 3 tháng, 6 tháng hoặc là 1 năm, chúng ta có thể lên đến hàng trăm nghìn lượt theo dõi là hoàn toàn khả thi. Nhưng đối với YouTube mà các bạn có thể lên được hàng trăm nghìn lượt theo dõi là vô cùng khó. Đó. Và chúng ta sẽ trở thành một ngôi sao TikTok mà người ta hay gọi là KOC hay là KOL hay là star, đúng không ạ? Hay là TikTok streamer vân vân. Thì chúng ta cũng có thể kiếm tiền bằng cách là cho thuê hình ảnh, bằng cách là làm dịch vụ cho khách hàng, bằng cách là đi livestream thuê rồi vân vân. Đấy, và chúng ta cũng có thể hợp tác với cả nhãn hàng để chúng ta quay các video review rồi sử dụng hình ảnh của chúng ta. Đây là những cái cách để chúng ta kiếm tiền. Rồi, đấy là có một cái mũi tên chúng ta đã nhìn thấy, đúng chưa ạ? Thứ hai đấy là chúng ta sẽ phát triển cái việc bán hàng hoặc là tư vấn với TikTok livestream. Thế thì chúng ta sẽ cần có những cái kỹ năng livestream, chúng ta cần phải có những cái sản phẩm livestream phù hợp, bởi vì trên TikTok cái giới trẻ rất là nhiều, từ 16 cho đến khoảng 30 tuổi chiếm đại đa số. Tất nhiên là cũng nhóm lên tới 40 tuổi, thậm chí 50 tuổi cũng có, nhưng mà càng cái tuổi cao thì cái tỷ lệ số lượng người thì nó càng thấp. Nhìn chung là ở Việt Nam thì TikTok nó vẫn ở dưới khoảng 40 tuổi đổ lại. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ phải chọn sản phẩm phù hợp, mức giá phù hợp, các cái chương trình khuyến mại, các chương trình bán hàng phù hợp. Đó. Và TikTok có quy định rằng là nếu mà chúng ta muốn livestream thì chúng ta có phải có một cái kênh có trên 1.000 lượt theo dõi, đúng không ạ? Và tất nhiên chúng ta có 100.000 lượt theo dõi, 200.000, thậm chí 1 triệu, thậm chí 2 triệu, thậm chí 10 triệu lượt theo dõi thì chúng ta có nhiều cơ hội tiếp cận với khách hàng hơn. Đó. Và chúng ta có thể nhìn thấy đấy là cái mũi tên hai chiều giữa TikTok profile và TikTok livestream. Đấy. Kênh của chúng ta ngon thì chúng ta livestream tốt, và chúng ta livestream tốt thì kênh của chúng ta lại ngon. Đấy, và chúng ta sẽ tương thích với nhau như vậy để thu hút được khách hàng. Đấy. Và chúng ta sẽ phải học các kỹ năng về livestream. Và hãy nhớ rằng là livestream trên TikTok nó sẽ phải khác với trên Facebook một chút, bởi vì TikTok nó là mạng xã hội giải trí. Đó. Và cái kênh mà chúng ta phát triển thì chúng ta phải chú ý đến cái việc phát triển nội dung,
là TikTok nó là một cái mạng xã hội giải trí. Vì vậy các nội dung của chúng ta phải có yếu tố giải trí tốt thì chúng ta mới phát triển được. Có những người làm hàng trăm video nhưng mà không lên được, nhưng có người chỉ làm vài video lại có thể lên được và ăn đề xuất lên top trending vân vân đó. Và cái nội dung thứ ba đấy là chúng ta tạo TikTok Shop, đúng không ạ? Thế thì chúng ta đăng ký với TikTok bằng TikTok Shop hoặc là Seller Việt Nam. Đấy, chúng ta cũng lựa chọn sản phẩm, lựa chọn giá bán. Đấy, rồi thì chúng ta sẽ khuyến mại giảm giá. Chúng ta làm các cái video giới thiệu về sản phẩm, video giới thiệu về chất liệu, video nói về công dụng của sản phẩm càng kỹ càng tốt, video nói về cái việc mà người ta sử dụng sản phẩm như thế nào. Đấy, có khoảng 5-7 cái video. Mỗi một cái video nói về một khía cạnh của một cái sản phẩm như vậy thì chúng ta sẽ tăng được cái mức độ bán hàng và tăng được cái mức độ chốt đơn ở trên TikTok Shop. Và TikTok Shop hiện nay nó như là một cái sàn thương mại điện tử rất là tuyệt vời, bởi vì là nó cho phép và chúng ta có thể là mua hàng và chỉ cần một click cái là chúng ta đã điền tên tuổi số điện thoại vào, và gần như chúng ta không phải chăm sóc, không phải chat giống như là ở trên Facebook. Đấy, thì khách hàng là xem hàng một phát là cho hàng vào giỏ và mua luôn. Và TikTok Shop nó chính là một sàn mà chúng ta thấy là chúng ta sẽ xử lý đơn hàng, chúng ta nhận tiền rồi vân vân, giống như là Lazada, giống như là Shopee, kiểu như vậy. Và chúng ta phải tập trung vào media, tập trung vào chiến lược sản phẩm, và chúng ta nhìn trong cái mối liên hệ của TikTok Shop, đúng không ạ, thì là cũng phải là từ kênh đó. Bởi vì chúng ta làm những cái video xem ở trên kênh, sau đó chúng ta gắn sản phẩm của TikTok Shop vào, thế là người ta xem video một cái người ta sẽ chạy ra mua hàng đó, và mua hàng thì một nút một click là xong luôn. Chúng ta cũng có thể live stream và yêu cầu là đưa khách hàng về TikTok Shop. Đấy là cái mối liên hệ. Và các bạn để ý cái hình của tôi vẽ, cái hình này tôi vẽ độc quyền đấy ạ, còn các bạn search trên mạng là không thấy cái hình này đâu. Đấy, nó có cái mối liên hệ mũi tên hai chiều giữa các cái hình thức với nhau đó. Và TikTok Shop thực sự là rất tuyệt vời và các bạn nên triển khai. Tiếp theo đấy là chúng ta sẽ làm TikTok Ad. Vâng, TikTok Ad. Tôi sẽ chuyển cái này sang đây một chút. Thế thì TikTok Ad ở đây chính là cái gì? Chính là cái việc mà chúng ta sẽ cần phải biết cách chạy quảng cáo, tối ưu quảng cáo, biết cách làm video cho TikTok, đúng không ạ? Chạy tương tác với kênh để tăng lượt theo dõi cho kênh, chạy lượt xem video để tăng ăn đề xuất, đúng không ạ? Chạy chuyển đổi thẳng vào TikTok Shop đó, hoặc là tối ưu chạy quảng cáo, tạo landing page, tạo website vân vân. Và nó có cả cái phần mà chúng ta chạy thẳng vào TikTok Shop rất là tuyệt vời. Thì chúng ta sẽ học chạy quảng cáo, chúng ta sẽ tối ưu quảng cáo, nhắm chọn như thế nào. Thì phần đấy thì tôi sẽ hướng dẫn hết cho các anh chị và các bạn trong các cái video tiếp theo, trong các cái khóa học offline và online của tôi tại Hà Nội cũng như là trên mạng thông qua cái nền tảng giáo dục trực tuyến là Zoom và các cái bộ video. Và cuối cùng đấy là số 5, đó là TikTok Affiliate. Thì chúng ta có thể phát triển bằng cách là đi tìm các cái đối tác Affiliate, là những người mà có cái TikTok profile có lượng theo dõi lớn và ảnh hưởng đối với ngành hàng, đối với sản phẩm. Đấy, sau đó thì chúng ta có thể thấy là cái mối liên hệ của TikTok Shop với TikTok Affiliate đấy chính là chúng ta có thể là tìm những cái người mà có cái kênh tốt, đúng không ạ, và chúng ta mời họ làm Affiliate cho chúng ta, và chúng ta chia sẻ cái hoa hồng đấy cho họ. Đấy. Hoặc là một cái TikTok Shop chúng ta có thể có 5 nhà quản trị để mà quản trị cái TikTok Shop của chúng ta. Thì cái Affiliate này của TikTok cũng rất là mạnh, nhưng mà hiện nay đang chưa được khai thác một cách đầy đủ và hiệu quả, để các bạn lưu ý. Và chúng ta thấy là một cái người mà có lượng theo dõi lớn thì người ta mới thuê để làm. Thì TikTok Affiliate mới ăn thua, chứ không thì một cái lượng theo dõi vài trăm vài nghìn thì không ăn thua gì cả, đúng không? Rồi, thế thì chúng ta vừa thấy là tôi đã trình bày với các anh chị và các bạn là chiến lược là năm cái phương thức, năm cái mối liên hệ, năm cái chức năng và nền tảng chính của TikTok tại thời điểm bây giờ. Sau này nó có thể lên 6, lên 7, lên 10 những cái tính năng khác nhá. Thì tôi sẽ cập nhật các video sau. Và để làm được hiệu quả thì chúng ta phải có tư duy về học phát triển kênh, học like, học làm TikTok Shop, học TikTok Ad và tạo Affiliate, tìm đối tác Affiliate. Thì tất cả những cái điều đó thì tôi sẽ dạy cho các anh chị và các bạn trong các cái bộ khóa học video, rồi thì các chương trình đào tạo offline trực tiếp của tôi tại Hà Nội cũng như là online trên nền tảng Zoom. Và các anh chị và các bạn nếu cần bất kỳ cái tư vấn nào về nền tảng TikTok
TikTok Shop, TikTok Live, phát triển kênh hoặc là những cái nền tảng khác như là Facebook, như là Google SEO Web v.v. Các cái giải pháp về marketing online v.v. thì anh chị và các bạn có thể liên hệ với tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên đại học, là một chuyên gia từ năm 2008 đến nay đã giảng dạy, đã tư vấn và đã triển khai rất nhiều những cái giải pháp từ những cái phương thức kinh doanh online và quảng cáo trực tuyến cho hàng nghìn học viên cũng như là các doanh nghiệp rồi. Và thông tin của tôi thì rất là dễ tìm thôi, đúng không ạ? Đây số điện thoại 0989 63388, hoặc là email phananhonline@gmail.com, hoặc là facebook.com/phananhonline, các bạn có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn, bye bye.